Rồi bạn, bữa nay mình đi thăm gắn bạn ơi. Bữa nay mình không có đem chuột, nhưng mà tôi lưới với lúa rồi không à, không có đem chuột bữa nay thôi, không có chuột à. Rồi bên cái khu bên đây mình có 6 cái bên đây chắc, bữa nay chắc mình rút 6 cái này các bạn, có không có thì cũng rút rồi. Rồi qua bên kia. Còn chuột các bạn ơi, cũng sao anh ngưng rồi bạn ơi. Tiếp theo bạn ơi, này đó chín ngon lắm. Hai tiếng rồi này, xong dính này, dính này nó hổ không, không có gì khác này. Còn chuột luôn, đúng rồi các bạn ơi, ngừng các bạn ơi. Cái tiếp theo các bạn ơi, cho sổ quá à, cái gì chưa khí máy ạ. Hồ đất các bạn, bích lọt luôn nha. Chưa, nó chưa. Đặt cái khu này là 6 cái này là dính cũng nhiều lắm rồi đó nha. Không có đâu nha các bạn. Bây giờ mình vốt. Bữa nay mình không có chuột nữa, bớt hình ngưng các bạn ơi. Đây là kia mình bắt, mình bắt ra các bạn ơi. Ngon không? Này chắc cỡ ký à, không ký cái ngoài đâu, cỡ ký này thì cũng ấm rồi, ngon các bạn. Ngon chưa? Con này con nhỏ, bữa hổm mình bắt mình còn để lại nè bạn. Này cho nó vô trong này chung này luôn, không có túi lưới nữa.
dưới chúa. Rồi chúng ra đó. Rồi chúng ra cái mình nó ngộ các bạn nè, có khúc này chỗ này trắng nữa nè, nó không có như mấy rắn kia, thấy không nè, ngon không? Ba cái được một con các bạn. Con này là cũng ấm mà. Ngừng nha bạn ơi. Còn bên khu bên kia đâu mười mấy cái. Rồi, cái tiếp theo bạn ơi. Bạn thấy gì chưa? Nè, giờ gắn nè. Gắn lột. Vòng quanh đây này. Này này chắc có hèo quá. Rồi này gần cái bẫy mình không biết có dính không nữa. Ý trời trời trời, bẫy như kỳ trời. Mình đặt ở trong đó đó. Đó mà sao ra banh ra đã tới đây vậy? Ý trời. Này ai bắt gắn rồi mấy bạn ơi. Nè. À. Chứ không phải con mèo con tròn gì đâu. Đó hình như có cứt trống kìa. Cứt này là cứt cứt có lông chuột luôn nè. Lông chuột kìa, cứt kìa. Hôm đây kẹt nha các bạn. Hôm bị phá rồi nè nha. Chắc cú là gắn ở trong này nè, mới phá hôm này nè. Hôm bị phá lại nè. Bóp cái này là bóp dữ lắm nè, bóp xuống nè. Bóp sát là luôn nè, sát hôm luôn. Nè. Bạn thấy không? Cứ gắn này nó ấy sập lép luôn rồi thấy không? Dịch cá luôn đi. Thôi ngưng mấy bạn ơi, còn hai cái. Rồi, còn hai cái này nữa. Tí chơi chơi nữa rồi. Tí chơi. Lỏng rồi. Nhưng mà máu me không rồi trời. Ngẫu ta. Này mình đặt có cái vỏ bao nữa mà đâu mất tiêu vỏ bao rồi. Hôm nay thì quá các bạn. Mình sẽ máu không. Cái nữa nè, vỏ bao ai lấy bỏ đây nè các bạn, thấy chưa nè, thấy chưa, mình đặt cái ở đó đó mà tôi lấy cái bẫy thì nói đó mà cái vỏ bao bỏ người ta lấy người ta nhét vô trong này nè. Trời, không mất cái bẫy cũng được các bạn ơi, không sao mình cũng rút rồi.
mình cũng rút bẫy luôn rồi. Rút có 6 cái này rồi. Cái này chạy ngon lắm bạn ơi, mấy đợt trước đó, có đợt sau này xong. Dở không chạy. Bữa nay trời không ra trời mưa nè. Chạy qua lại gì. Cũng ra 6 cái này là 3 con rồi đó. Rồi, cái này nữa. Bị nữa rồi. Thăm nữa bạn ơi. Nè, bị bắt gắn nữa rồi nè. Thấy chưa? Hay gì ta? Ta đem ra đây, ta bắt, ta đổ lúa đây nữa nè. Người ta nhát về lại, ta trả. Xong. Thôi, xong rồi. Thêm bạn ơi. Không đây. Ôi, còn chuột bạn ơi. Còn chuột, còn chuột. Nhìn các bạn ơi. Theo mấy bạn ơi. Cực gắn nè bạn. Biết cực gắn đây rồi cái. Mình kia có dính không nè. Cái mình đó dính con gắn hào. Trời mưa nữa đi rồi mấy bạn ơi. Ý trời ơi ai đốt con lỏng rồi trời. Chết rồi ơi. Chết rồi. Hên mấy bạn ơi chưa tới cái bẫy. Được tới đó là nó tắt rồi. Bẫy mình đây. Em thấy gì trong bên đây. Rồi, phọc luôn. Phọc luôn rồi, còn chuột. Có tàu gì nữa, cứ đó, đó nó không vô ta. Này chắc còn dời quá bạn. Kích lên này, người ta đốt trống tới đây. Ngưng bạn ơi. Rồi mấy bạn ơi tới hai cái và hỏi mình dính hai gắn không ngựa hai cái hai bên nè bên đó ăn cái đó rồi bên đây ăn cái này. Cái hai bên bữa dính hai con luôn này không biết dính con gì không rồi đi lâu lâu rồi bạn ơi mình không có đi thăm được. Không thấy động tĩnh gì trơn bạn ơi. Rồi con chuột thì ác sáng thôi còn gì nó dính. Trời ơi. Ôi phọc luôn. Thiệt. Ngon mà dĩ. Không có chuột luôn. Không phải mua không có nè tại vì quẹt mình đi gấp quá mà không có mua chuột ngốc dưới vậy nè. Rồi, chết chết nó rồi. Cái tình hình này là căng rồi. Chết nữa. Rồi, chưa luôn. Hy vọng cái này làm hết hy vọng rồi. Cái này bạn ơi.
thấy rồi nha, mình thấy rồi nha, đại ca nữa nha, nè thấy chưa, một cục luôn nha, bảy trăm gram bạn ơi, đây 800 gram hả, đi sâu cái cũng bự quá nè. Cũng nặng nặng nè các bạn, không thua gì con hồi nãy đâu nha. Đặt hồi ấy tới giờ nó mới chịu chạy. Giờ mình để ở đây bạn ơi, này chứ cũng còn nhỏ nè, chưa có bự đâu. Đợt này ngon lắm mà, mình đặt thăm mấy chuyến mà không có mà hai cái thằng kia ngon quá mà nè, nó chết chuột trời, tức hai cái hy vọng mà chết chuột. Con cho mừng chim cò như nó ỉa đầy trên này trên trời rồi, nó tay tay là biết rồi, tay là biết rồi. Tiêu hết trơn luôn. Thôi nhìn lại còn cái nữa là rồi, cái này là cái cuối cùng luôn các bạn ơi. Rồi không cái này rồi này, bắt gắn ra mình rút cái vàng này luôn. Vợ này 6 cái rút hết, cũng chuột cũng chết hết rồi, không còn gì làm mấy em nữa coi, sự lật nghiêng lật ngửa như trời, có gì hết trơn luôn, lầy luôn, lật nghiêng lật ngửa, kỳ ta, phá hôm hết trơn rồi mấy bạn ơi, chỉ gắn nó vô không được nè, kẹt hôm hết trơn rồi. Rồi nó quậy lực nghiêng lực ngửa mà vô không được. Thôi, tạm ngưng luôn. Rồi, giờ mình bắt nó ra bạn ơi. Trốn rồi, bắt đầu trốn rồi. Chung rồi xuống đánh
nãy đây. Đây. Ngày bữa nay là gắn hổ không hả bạn? Không có con nào khác hết trơn á. Nè. Hổ không à. Dùng này là đặt là gắn kia nó ít lắm. Đặt ít khi nào mà có. Gắn này thì nó có nè. Nó nhỏ bự thôi. Mình đặt cái này là mình khi mình nhỏ mình cũng có thả nữa đó. Bắt nhỏ bán cũng không có được. Thả bớt các bạn. Chứ nhỏ bán không được là để làm gì. Mình thì làm biếm ngâm rượu lắm, ngâm có một con thì nó ngâm có lần một rồi tới giờ không có ngâm nữa. Có 700g quá. Hai con này có ký mấy. Thôi chào các bạn nha. Hẹn bạn clip sau các bạn. Rồi mình ngưng ạ. À.